Rồi, em Thắng xin kính chào quý bà con cô bác. Thì lời nói đầu tiên, cho em Thắng cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh em Thắng trong thời gian vừa qua. Thì clip ngày hôm nay em Thắng sẽ dọn kho ha. Thì nói chung thì hôm nay thì nói chung là hàng bãi thì những bãi thì nó chưa có mở cửa nha mọi người. Mới năm mùng 7 thôi, vì vậy nó người ta chưa có mở cửa. Thì em Thắng dọn kho để chuẩn bị sắp tới sẽ có một lô hàng mới về. Thì hôm nay thì xả hết, có cái gì động gì thì xả cái đó ha. Nếu như quý bà con mình á, mình xem có cái sản phẩm nào đó mình có thể về mình dùng được thì mọi người có thể liên hệ em qua số điện thoại và Zalo của em ha. Số điện thoại và Zalo của em là 0966 924 801 nha mọi người. Rồi thì để không làm mất thời gian của mọi người á, thì em Thắng cũng xin nhắc lại hình thức giao dịch bên em. Thì đối với riêng clip này á, thì tất cả những mã sản phẩm trên đây thì chưa bao gồm phí ship. Nếu như quý bà con mình chuyển khoản thì em Thắng sẽ bao ship ha. Còn nếu như mình mua được 3 mã đơn hàng trở lên, và đơn hàng của mình trị giá từ 300.000 trở lên ha, thì em Thắng sẽ bao phí vận chuyển cho mình. Rồi thì để không làm mất thời gian của mọi người thì em Thắng sẽ vô từng chi tiết từng món ha. Rồi mã số 1 thì em Thắng giới thiệu với mọi người một đống vít luôn ha. Thì anh em mình có thể mua về mình sử dụng, hoặc là mình có thể mình cho bạn bè gì đó ha. Thì cái đống này cũng rất là nhiều nha anh em, gồm có vít lớn vít nhỏ rồi luôn. Rồi thì đầu tiên em Thắng sẽ đếm số lượng cho mình ha. Đó, một cây, hai cây, ba, bốn, năm, sáu, bảy ha. Đó, 10 cây, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25 cây nha mọi người, 25 cây lớn nhỏ hết ha. Đó. Rồi thì em Thắng sẽ quay từng từng cây cho mọi người xem. Nói chung là hàng kho kiểu để lâu ngày nha anh em, nên vì vậy là tình trạng nó thì nhiều khi nó có kỹ xét hoặc là nó dính bụi ha. Rồi đầu tiên là ba cái này đi ha. Đó, ba cái vít, nói chung là hàng hàng bãi hết nha anh em. Đó, hàng bãi hết này. Những cái này thì anh em mình dùng rất là ok nha. Đó, tao chưa nhặt đây nha anh em. Đó, đây chất liệu của nó làm bằng SM ha. Ba cái này thì nói chung là nếu mà anh em mình mua hàng bãi thì nói chung là cũng khá là nhiều tiền rồi. Đó, đây mỗi vít đồ này nọ là còn rất là ok nha anh em. Đó, đây thì tôi vít, thì quan trọng là cái đầu mỗi vít này em Thắng sẽ mình quay kỹ cho mình. Tính chất là hàng xả nhưng mà em Thắng sẽ cố gắng mình quay kỹ ha. Đó, đây đầu mỗi vít. Ba con này thì chiều dài tổng thể của mình á là 24 cm. Đó, 24 cm ha. Đó. Rồi, cái cây thứ tư. Cây thứ tư của mình là một cái cây vít của Anet nha anh em. Đây, Made in Japan ha. Đó. Đây, và cái đầu vít của nó thì đây nó thiết kế như thế này nha anh em. Đó. Đây, cái đầu vít này nó thiết kế kiểu này ha, chứ không phải là do nó bị mẻ hoặc là người ta mài nha anh em. Đó. Con này thì Made in Japan. Đó. Và con này hình như là đóng được luôn nha anh em. Đó, đây là cái đầu đóng của mình luôn ha. Đó. Thì con này chiều dài tổng thể của mình á là 26 cm. Đó. Con thứ tư. Năm thứ sáu của mình là hai là cái dương luôn. Đó, hai cái này thì nó hơi cũ kỹ tí. Nhưng mà hàng 7 ha. Đó, hàng 7. Đó, thì đây là những cái vít dương ha. Đó, rồi tiếp theo những cái vít âm. Những cái vít âm thì đây trang này thì nó sẽ có hai cái con vít của Mỹ nữa nha anh em. Đó, của USA ha. Đó, đây hai đầu vít âm ha, của Mỹ. Hàng Mỹ có, hàng Nhật có luôn nha anh em. Đó, hai cái vít âm này thì chiều dài tổng thể của mỗi con nó tầm khoảng là 19 cm. Đó. Đây. Rồi còn lại thì những cái vít nhỏ nhỏ ha. Đây. Những cái vít nhỏ nhỏ đây anh em mình có thể mình mở những ốc nhỏ. Đó, nói chung là làm đầu mũi vít đồ này nọ thì cũng còn ok hết nha anh em. Đó. Đây, những cái vít nhỏ nhỏ ha. Đó. Thì đi mang những cái này thì đi kèm theo thôi. Có một cái vít luôn. Đó. Cái vít luôn này thì giống như của Vercel nha. À, của Toyota nha anh em. Đó, Toyota. À, cái này là vít dương BH2 ha. Đó, cái tôi vít luôn. Rồi cái này cái tôi vít hai đầu. Đó. Hai vít hai đầu ha. Thì anh em mình mua combo này về thì có thể mình để mình dùng, hoặc là mình có thể mình chia cho người thân của mình ha.
Rồi, cái này thì nó trong một nguyên một cái bộ hộp nhỏ nha anh em, nhưng mà nó mắc mắc hộp rồi. Đó. Đây gồm có 2 4 6 8 con này. Đó gồm có 8 con để anh em mình mở những chi tiết nhỏ. Đó, đầu vít âm có dương có ha. Đó. Đây tiếp theo là hai cây tua vít nữa anh em. Đó, những cây tua vít hàng bãi ra, nói chung là đầu miệng anh em mình yên tâm nha. Đó, cái bộ combo này là gồm có 25 cây. 25 cây lớn nhỏ như nãy giờ em Thắng quay ha. Đó, 25 cây. Đây, Thắng sẽ bỏ vô đây luôn ha, cho nó đỡ bị thất lạc cho anh em. Đây luôn. Đó. Rồi, anh em nào mình lấy cái bộ combo vít gồm có 25 cây này ha, thì mọi người cho em mã số là 2-1 nha mọi người. Clip hôm nay là clip thanh lý, clip số 2. Mã số của mình là mã số 1. Đó, 200.000. Chuyển khoản thì em bán thắng bao ship luôn ha. Đó. Rồi, mã số 2 mình tới những cây kéo cắt ống đi anh em. Đó. Thì cái này là của MCC ha. Đó, cắt ống phi 42. Cái lưỡi của mình thì nói chung là nó cũng còn cắt được anh em, nó bị mẻ ở đây một tí này. Và hiện trạng của mình thì nó thiếu hang ốc này. Đó. Nên mình có thể về mình kiếm, mình chế, mình độ, hoặc là mình cần lấy cái phụ kiện mình thay thế gì đó thì mình nói ha. Đó. Đây. Đó, nói chung là còn cắt được nha anh em. Đó, còn cắt được. Đây, em Thắng sẽ cắt thử cái ống PVC này ha. Đó, ống này là ống nước ống PVC nha anh em, được. Dạ. Đó. Đây. Chung là cắt được nhưng mà nó không có ngọt nha. Cái này thì nói chung là em Thắng như bán sát thôi, chứ còn không có phải là bán cho anh em về mình sử dụng nha anh em. Đó. Đó. Thì nên mình lấy được cái chi tiết nào mình lấy. Con này thì nếu mà anh em mình đi bãi mình kiếm được một cái lưỡi, hoặc là mình kiếm được ốc ra mình dạng cứng lại, mình có thể vệ sinh lại thì mình còn sử dụng khá là ok nha. Đó. Rồi so đồ lát đồ ok hết nha anh em. Đó. Thiếu hai tình hiện trạng nó là thiếu hai con ốc. Đó. Của MCC Japan. Đó, các ống VC42 ha. Rồi. Con này mã số 2 ha, 100.000. Đó, thanh lý luôn ha. Rồi, tiếp theo mã số 3. Mã số 3 thì con này đi ha. Đó. Đây, con này thì hiện trạng thì cái mồm nó bị mẻ ra nha anh em. Đó, nhưng mà cái lưỡi con này thì bán này. Con lưỡi này thì nó không bị mẻ. Tuy nhiên thì nó có những vết nhăm này ha. Đó. Nên mình có thể mình lấy phụ kiện đó, tương tự con kia ha, MCC Japan. Đó, vì nó thiếu ba ốc luôn anh em, thiếu bịp thiếu ba ốc luôn đó, nên là anh em mình ha, nó không có nhả, anh em mình sẽ trợ được người ta được thì nó sẽ nhả theo này. Đó. Rồi cái này thì hiện trạng nó sẽ như thế này ha. Đó, anh em mình xem nếu mình lấy được phụ kiện gì đó mình lấy ha. Đó. Lưới thì còn được nha anh em. Đó. Rồi. Rồi, con này mã số 3 nha. Đó, mã số 3 con này của mình 80.000. Đó. Rồi, tiếp theo mã số 4. Đó. Đây. Đó. Đây, con này thì cái phần lưới cắt của mình này nó bị mẻ ra nè, nên là mình bấm nó không có chạy. Con này thì thiếu một con ốc. Đó, cũng VC42 ha. Đó. MCC luôn. Lưới thì cũng còn được nha anh em. Đó. Đây. Đây hiện trạng của nó ha. Đó, anh em mình mua về mình chế cháo, hoặc là mình lấy linh kiện nữa mình lấy ha. Đó. Rồi. Con này mã số 4 ha, cũng 80.000 luôn. Đó. Nếu mà anh em nào mình chốt lần hai con VC42 để về mình thay thế, mình đổi qua, thì anh em mình em sẽ ưu tiên cho anh nào chốt hai con, thí dụ là con 3 con 4 này, đó, hai con này 160, anh em mình cũng về có thể thí dụ mình đủ linh kiện này nọ đó thì mình lấy mình chế cháo qua ha. Chứ nhiều khi dùng những cái dòng này thì kiếm phụ kiện nó hơi khó ha. Đó. Rồi, tiếp theo mã số 5. Đây, mã số 5 thì cũng là một con VBC42 luôn ha. Đó. Đây con này thì lưỡi nó còn đẹp nha anh em. Đó, đây con này thì lưỡi nó còn đẹp nha.
Đó, sang trưng luôn. Tình trạng là mình là thiếu một con ốc. Đó, thiếu một con ốc ha. Đó, nên là đây, thiếu một con ốc ha. Nên là nó không có chạy ra đây ha. Đó. Đây. Con này thì lưỡi em nghĩ là nó cắt cũng được nha anh em. Đó, lưỡi cắt ra bán nha anh em. Đó, con này thì lưỡi bán ha. Đó, lưỡi bán thì cái này thì anh em mình chỉ về mình kiếm một con ốc nó thôi. Kiếm một con ốc rồi mình dạng mình tăng chỉnh là mình sử dụng như một cái con bình thường luôn ha. Ừ. Con này thì lưỡi bán nha anh em. Đó, lưỡi bán. Mình thắng nó cắt tử này. Đó. Cái vớt của nó còn khá là ngọt nha. Rồi, con này thì mã số 5. Mã số 5 con này của mình 150.000 nha. Anh em mình cố gắng về mình kiếm một cái con ốc. Đó, mình tha thế. À, 1 gạch 5, 150.000. À, 2 gạch 5 chứ, clip 2, 2 gạch 5. Rồi, tiếp theo mã số 6. Mã số 6 thì em thắng bắn một cái combo gồm 3 con này luôn đây. À, cho nên mình về mình lấy cái phụ kiện mình tha thế và mình để dành để mình tha thế ha. Thì hiện trạng con này là dùng ok nha anh em, nó chỉ bị thiếu một cái con ốc thôi. À, hai con ốc. Thì anh em mình có thể mình tháo con bên này qua để mình sử dụng. Đó. Đây, con này thì lưỡi anh em mình thấy đang đang chứ còn cắt rất là ok nha. Đây em Thắng sẽ cắt thử cho mọi người xem. Đó, con này thì sử dụng bình thường ha. Đó, tí hai ốc thôi. Đó, đây. Nhắc ha. Đó, bốn cái đi ha. À, các ống nhựa PVC. Đó, thì ba con này nó đều của MCC hết ra. Đó, những con này thì đều MCC hết. À, và cái dòng này thì nó nhỏ hơn. Mình sẽ cắt được ống phi 27 đó xuống ha. Đó, phi 27 đó xuống. Đây thì hình trạng nó bị thiếu này. Nhưng mà ba cái lưỡi này thì anh em mình dùng được hết ha. Đó. Thay vì anh em mình mua cái lưỡi xe cua thì anh em mình có thể mình tận dụng ba cái lưỡi này để mình sử dụng nha. Đó, lưỡi còn rất là bán luôn. Đó. À, mình chỉ việc về mình thay thế thôi. Đó, cái này thì em dọn kho luôn chứ em không có thay thế gì đâu ha. Đó. Rồi ba con này ha. Rồi, ba con này mã số của mình là 2 gạch 6 nha, 180.000. Đó. 180.000 ba con vì anh em mình thấy lấy linh kiện ha, nạo ba cái lưỡi là đủ tiền luôn nha anh em. Đó. 2 gạch 6. Rồi, 2 gạch 7. Đó, 2 gạch 7 mình thì gồm những cái vít này ha. Những cái này thì nói chung là hàng của Đài Loan hoặc là China gì nó xuất Nhật nha anh em. Chứ không phải là cái hàng nó sản xuất tại Nhật. À, nó đúng là hàng của bên thị trường Nhật nhưng mà là hàng của thằng China hoặc là thằng Đài Loan thì nó xuất qua ha. Đó. Tuy nhiên chất lượng thì anh em mình cũng yên tâm. Đó, nó xuất qua thị trường Nhật để nó bán ha. Đó. Đây. Cái bộ này á thì nó sẽ còn còn trang này luôn ha. Đó, nó sẽ gồm có những cái chi tiết này. Đó, anh em mình có thể xem ha. Đó, một cái đầu chuyển là nó sẽ gồm có hai cái đầu mở ốc 5 và 6 ly, ngoài ra thì nó sẽ có những cái đầu BH2 và những cái đầu dẹp ha. Đó, bên tăng này thì gồm có những cái đầu như thế này. Đó, và anh em mình sử dụng thì anh em mình đút vào mình sử dụng thôi ha. Đó, thì mình để lâu ngày thì nó kiểu nó bị gỉ sét cho anh em. Đó, lâu ngày để kiểu nó bị gỉ sét. Thì cái nào thì nó có nguyên cái hộp đi luôn. Rồi, đi kèm trang cái bộ combo mã sản phẩm này là cũng là một cây vít này. Cái này thì nó bị thiếu mất cái phần vỏ phần sau. Đó, nhưng mà anh em mình cũng sử dụng lấy cái đầu vít này mình bỏ lên mình sử dụng như kia ha, thì anh em mình có thể mình sử dụng qua lại cho cái bộ mà sản phẩm này đó này, ốc vít đồ ha. Đó. Rồi thì cái combo này ha, combo này gồm cái hộp vít với lại cái vít này ha. Rồi 2 gạch 7 nha mọi người, 2 gạch 7 của mình 100.000 cho cái bộ combo này. Rồi 2 gạch 8. À, 2 gạch 8 thì trong kho còn được 4 cái bộ lưỡi cưa kiếm giống nhau nha anh em. Đó, 4 bộ này thì giống nhau thôi. Đó. Đây, những cái bộ lưỡi cưa kiếm của Nhật ha. Đây. Japan nha anh em. Đó anh em thấy không? Japan ha, đây là nó dập nổi nha anh em. Đó. Thì cái bộ cưa kiếm này thì anh em mình cũng thấy rồi. Cái đầu nó rất là nhiều ha. Anh em mình có thể mình gắn được những cái máy Makita, Hitachi hay là Ryobi đó ha. Đây, đây là cái phần đầu của nó. Đó. Đây. Đó, mình đút vô ha cho nó gọn gàng. Đó. Thì cái hộp này nó sẽ gồm có 5 lưỡi luôn. Đó, và 5 lưỡi này thì anh em mình có thể mình cưa đa dạng, mình có thể mình cưa sắt được ha. Đây, cưa sắt, cưa gỗ, cưa nhựa rồi ha. Đó, đang nhuyễn như thế này thì anh em mình cưa sắt này, còn những cái đang thưa thì anh em mình cưa gỗ, cưa nhựa rồi ha. Đó. Và anh em lưu ý thì cái chiều dài lưỡi này thì nó cũng không có được dài lắm ha. Đây, cái chiều dài lưỡi sử dụng của mình này là được tầm khoảng là 6 phân rưỡi thôi nha anh em. Đó, 6 phân rưỡi ha, rất là ngắn.
nên mình có thể mình cưa những cái vật nó mỏng ha. Đó. Rồi thì một cái bộ combo lưỡi cưa cứ kiếm ha, cho anh em mình đang có cái máy cưa thì anh em mình có thể tham khảo về mình sử dụng ha, hàng của Nhật đó, Japan đàng hoàng ha, hàng liền Nhật Japan. Rồi thì hiện tại thì còn có 4 hộp thì em Thắng sẽ bán lẻ đằng hộp ha, để cho anh em dễ mua. Đây, mã số của mình là 2x8 nha, 80.000 một hộp như thế này, gồm có 5 lưỡi ha. Đó. 5 lưỡi. Thì nếu anh em mình lấy được 4 hộp luôn thì em để là 300.000 ha, 300.000 ha. Đó. 300.000 4 hộp như thế này. Còn nếu mà anh em bán lẻ thì cứ 80.000 một hộp ha. Đó, 2x8. Rồi. Mình đi qua mã số 9 đi ha. Đây. Mã số 9 thì mình có một cái thước dây nha. Đó, một cái thước dây 20 m. Đó, cái này thì đây, cái phần đầu tiên thì anh em mình thấy nó bị đứt như thế này ha, nhưng không ảnh hưởng gì, mình vẫn có thể mình sử dụng được ha. Tại vì cái đầu này là cái đầu không. Đó, đầu bắt đầu. Và con này thì nó sẽ có hai mặt chữ. Một mặt chữ trắng và một mặt chữ vàng, và sợi dây của mình thì nó còn khá là mới ha, nó còn khá là mới. Đây. Đó. Bên này thì nó sẽ có chữ Made in Japan ha, sản xuất 100% tại Nhật. Đó, của nhà KDS. Và cuộn dây này của mình là 20 m ha, 20 m, hai mặt chữ số. Đó, đây. Chữ số rồi anh em thấy ha, rất là rõ ràng. 20 m. Rồi thì em Thắng sẽ kiểm tra lại ha, tại vì nhiều khi là hàng kho để lâu không biết nó có bị lỗi gì không, nó còn lọt trong kho ha. Đây, thì hiện tại thì nó chỉ bị cái đầu bên ngoài đó nha anh em. Đó, đầu bên ngoài nó bị một tí như thế ha. Đó. Hai mét thì anh em mình có thể mình dùng trong gia đình này nọ ha. Đó, 10 m, sợi dây đồ còn khá là đẹp nha anh em, khá là mới, một chữ vàng này nọ nè. Đó, rất là rõ ha, chữ số rất là rõ ràng. Và sợi dây của mình là cái sợi nhựa thủy tinh nha. Đó, sợi nhựa thủy tinh thì nói chung là nó khá là chắc chắn và bền bỉ ha. Đó. Này thì hiện tại càng vào trong thì nó sẽ càng mới nha anh em, tại vì người ta ít sử dụng. Đó. Rồi 19 m ha. Và 20 m. Thì cái cuộn này thì nó sợi dây nó còn rất là đẹp nha. Anh em mình yên tâm mình mua về mình sử dụng, nó không có bị lỗi gì đâu. Ngoài trừ một cái là cái đầu dây đó nó có bị đứt nhẹ một mất ở ngay chỗ mất không đó ha. Đó. Đây, quay vô thì cũng rất là nhanh nha. Đó. Thì cuộn dây này 20 m ha. Anh em mình lưu ý giúp em, cuộn này là cuộn 20 m. Đó. Rồi đó, thì cuộn này còn khá là đẹp nha. Thì nó chỉ bị lỗi nhẹ một cái khúc chỗ này thôi đó, không ảnh hưởng gì vấn đề nhiều. Nhưng mà có sao thì em Thắng sẽ báo cáo với mọi người vậy ha. Đó, hàng đồ điện Nhật Made in Japan. Rồi anh em nào mình thích cái cuộn dây 20 m này thì mã số của mình là 2x9 nha. 2x9, cuộn này của mình 200.000. Rồi mình đi qua mã số 10. Đó, cuộn này thì cũng 20 m ha. Đó, 20 m. Nhưng mà cuộn này thì thấy nó làm gọn hơn cái cuộn kia. Cuộn kia thì nó làm tròn, còn cái này thì nó cầm sách này. Đó, đây cũng 20 m ha. Đó, 20 m. Đây thì sợi dây của mình thì nó chữ số rồi nó hơi cũ hơn tí, nhưng mà mình nhìn còn rõ ha. Đây 0 m ha, không có bị đứt ha. Đầu tiên bên ngoài là nó không có bị đứt gì hết. Đó, hàng dao zit ha, hàng dao zit 20 m, cũng là sợi nhựa thủy tinh luôn nha anh em. Đó, đây của công ty Sekisuzushi ha. Đó. Đây rồi thì em Thắng cũng sẽ kiểm tra cho mọi người luôn. Đó, chữ số rồi nói chung là rõ ràng. Đó, tuy là cái phần dây nó hơi dơ cho mình để kho đồ này nọ nó lâu ha. Đó, nhưng mà chữ số rõ ràng, anh em mình nếu mà mình mua về mình có thể mình vệ sinh lại giúp em. Đó. Rồi thì em Thắng sẽ kiểm tra cho mọi người ha, 20 m. Sợi dây thì còn ok hết nha anh em. Đó, không thành vấn đề gì.
Này là anh em mình chịu khó về mình vệ sinh lại cái là nó mới cũng mới ha. Đó. Rồi 20 mét ha, và cụ này thì nó không có bị lỗi gì nha anh em. Đó, cụ này thì nói chung nó còn khá là ok, nó không có bị lỗi gì ha. À, không có bị đứt bên đầu ngoài luôn nha anh em. Đó. Tuy nhiên thì cái sợi dây của mình á thì nó hơi bị dính bụi tí, do mình để kho lâu ha. Đó. À, qua vào thì rất là mau ha. Kiểm tra thì mình kiểm tra hơi lâu. Rồi. Thì nếu mà anh em nào mình thích cái cuộn dây 20 m này thì mọi người chốt giúp em mã số là 2-10 ha, cuộn này cũng 200 nghìn đó. 200 nghìn ha. 2-10. Rồi. Mình đi qua mã số 11. Mã số 11 của mình là một cái cuộn dây. Thì cái cuộn dây này là nó làm bằng sợi nhựa thủy tinh và cái bản mình bản bự nha. Đó. Cuộn dây này thì 10 m của hãng Tajima. Đó, thì cái này thì nó anh em mình làm sang thì mình cuộn lại thôi ha. Đó, cái đó cho anh em mình làm trách địa này thường thường nó sẽ có một cái khung. Nhưng mà cái này thì nó không có ha. Cũng thế. Và cái sợi dây này thế này thì bên Nhật nó bán khá là mát nha anh em. Không biết nó là mình chất liệu như thế tinh hay là gì đó mà nó bán khá là mát. Hai mạch chữ số. Đó, hai mạch chữ số ha của nhà Tajima. 10 mét ha. Đó thì nói chung là em kiếm tra rồi, nói chung là ok hết, không có bị rách gì đâu nha anh em. Đó, và sợi dây của mình thì nói chung cũng còn tương đối là đẹp, sáng ha, để kho. Đó. Thì cái này thì mình dùng cơ thôi, khi mình cuốn lại thì mình cuốn dài thôi ha. Đó, nó không có như mấy cái kia nó có cái khung. Rồi, nếu mà anh em nào mình thích cái cuộn dây 10 m này của Tajima ha. Mọi người chốt cho em mã số 1-30 đi ha. 1-33. Cụ này 130.000 ha. Đó, 130.000 một gạch 33. Rồi, tiếp theo mã số 34. Mã số 34 thì có hai cái lưới cưa của ARS nè anh em. Đó, thì không biết nó lục đâu ra còn hai cái lưới cưa này. Và hai lưới cưa này thì tình trạng của mình là chưa có sử dụng. Cái dòng cưa này thì anh em mình có thể thay thế vào cái dòng lưới cưa gấp ha. Đó. Đây, lưới cưa gấp. Và cái chiều dài sử dụng của mình, đây chiều dài lưới sử dụng của mình ha là 15 cm. Đó, 15 cm. Đó, hàng mới chưa sử dụng anh em, của thương hiệu nhà ARS ha, hàng chính hãng. Và cái lưỡi cưa của mình thì nó làm màu đen ha. Đó, làm màu đen. Đó, của nhà ARS. Đó. Hai lưỡi ha, tình trạng mình chưa sử dụng, mình để lâu thì anh em mình thấy nó có những cái vết đen đen bên trong này, nhưng mà cái lưỡi của mình là lưỡi mới chưa sử dụng ha. Rồi, anh em nào mình thích cái lưỡi cưa của nhà ARS này thì mọi người cho giúp em mã số 2-11 ha, 120.000 một lưỡi. Đó, 120.000 một lưỡi ha. Đó thì có hai lưỡi, anh em nào mình lấy hai lưỡi thì giá của mình là 220. Còn một lưỡi lẻ thì là 120.000 ha. Rồi, mình tiếp theo mình đi qua thước dài đi ha. Đây, một cây thước 10 m. Đó, con này thì nó bị thiếu mất cái nắp đây nè. Nên là anh em mình ha, nó hơi bị lúc lét đây ha. Đó, nhưng mà hoạt động là bình thường nha anh em. Đó, hoạt động là bình thường. Đó, cuộn này thì 10 m. Đó, 10 m ha, và sợi dây của mình còn khá là mới. Đây, thì anh Thắng sẽ kéo ra cho mọi người xem luôn. Đó anh em ha. Đó, nó bị thiếu kia này nên nó hơi lắc lắc ha. Đó, hơi lắc lắc nè. Đó, nhưng mà anh em mình sử dụng còn khá là ok, mình có thể thâu vào, thâu vô được hết ha. À, sợi dây được còn khá là mới. Đó, 10 mét ha. Đó, 10 mét và nó không có lỗi gì nha anh em. Rồi, rớt ra luôn rồi ha. Đó. Đó, thì anh em mình cứ gắn vào đây nè. Đó, gắn rồi mình thu lại ha. Đó, nãy thì em quay lỗ tay. Do là nó bị thiếu quá, mất một cái nắp bên này nên là quá tay đi luôn ha. Đó, rồi thì anh em mình cũng vẫn quay vào bình thường ha. Đó, mình vẫn quay vào sử dụng. Thì cụ này là 10 mét và sợi dây của mình ha là bằng cái sợi nhựa thủy tinh. Đó, sợi nhựa thủy tinh ha, nên là rất là dai, giống như cái sợi mà anh em mình hay may đồ đó ha. Đó. Này, thì nó bị thiếu mất cái nắp nên là mình quay luôn, nó hơi khó khăn, nhưng mà mình quay được nha anh em. Đó, để này mình quay nhanh ha.
Thì cái này anh em mình có vẻ thế về mình chế mình đổ cái nắp cho nó để mình xử lý nó trơn tru hơn ha. Rồi 10 mét ha, 10 mét thiếu cái nắp này ha. Rồi con này mã số của mình 2 gạch 12 ha, 2 gạch 12 của mình 50.000. Rồi mình qua mã số 13 đi ha. Mã số 13 của mình là một cây cây thước lá nè, một cây thước kéo cũng của KDS luôn ha. Cây này 3,5 m. Sợi dây của mình thì nó hơi bị của cũ tiếng kiểu nó bay màu anh em. Nhưng mà chữ số là anh em cũng đã thấy ha, cũng còn khá là rõ. Đây. Đây. Đây, gạt lại ha. Thì cái này thì nó gạt lại nó không giữ nha anh em. Đó thì cái này thì mình sử dụng để mình đo thì bình thường thôi. Còn không có nút nhắn giữ luôn ha. Nút nhắn giữ nó bị hư rồi. Đó, hư rồi nó vẫn chạy bình thường luôn ha. Đó, anh em mình chỉ việc mình đo thôi. Đó, sao thì mình thả vào thì nó thu về thôi ha. Nó bị hư mất cái chức năng khóa ha. Đó, 3,5 m. Rồi tiếp theo là một cái cuộn 2 m. Đó, cuộn 2 m. Cuộn này thì đây chữ số rồi thì nó còn khá là mới nha. Đó, đây chữ số rồi nó còn khá là mới. Đó, con này thì nó cũng không có chức năng giữ nha anh em. Đó, không có chức năng giữ. Và cái trên nắp này nè thì nó bị bể ha. Đó, trên nắp này nó bị bể. Đó, hai cuộn rồi. Cuộn thứ ba đây, cuộn thứ ba. Đó, cuộn thứ ba này thì dùng ngon lành nha. Đó thì ăn thua là cuộn này thôi. Đó, còn hai kia thì anh em mình có thể dùng, mình dùng tạm ha. Còn con này thì dùng ok. Đó, đây anh em mình khóa ha, nó sẽ đứng lại. Còn mình bật về đi, tu về ha. Đó, đây sợi dây thước của mình thì nó hơi cũ tí nhưng mà chữ số là anh em cũng đã thấy ha, nó còn rất là rõ ràng. Đó, made in Japan ha. Đó, đây. Đó, chữ số đường rõ ràng nha anh em. Đó, đây lò xo thu về rất là mạnh nha. Đó, 3,5 m luôn, của KDS luôn nha anh em. Đó, KDS Japan. Rồi thì bình thường một cái này đóng ra 100 mấy rồi ha. Combo hôm nay combo ba cái này ha, về cho anh em mình sử dụng luôn, dọn kho luôn. Rồi combo này 3 cái 120.000 nha. 2 gạch 13. 2 gạch 13 của mình 150.000. 120.000 ha. Rồi tiếp theo mã số 14 thì em Thắng giới thiệu cho mọi người một cái bộ dao rọc giấy ha. Cái bộ này thì gồm một cái con dao rọc giấy này, con này thì hàng 7 mà nó không có cái tên tuổi nha anh em. Đó, nó là màng nhựa. Đó, và cái lưỡi sử dụng của mình thì cái lưỡi này ha. Cái bộ lưỡi này em sẽ giới thiệu đây. Đó, thì cái này thì anh em mình có thể mình thay vô mình sử dụng ha. Đó, đây quan trọng là cái bộ lưỡi này, cái bộ lưỡi này thì nó đến từ thương hiệu là NT Cutter ha. Đó, một cái bộ lưỡi của hàng nội địa Nhật và cái dòng này thì nói chung là nó khá là cao cấp ha. Đó, thì cái này thì nguyên zin của nó là đây 150B ha. Và một cái bộ này là gồm có 6 lưỡi nha anh em. Đó, 6 lưỡi ha. Đây 6 lưỡi. 6 lưỡi mới chưa sử dụng, sản xuất 100% là Nhật, made in Osaka Japan ha. Thì Osaka là cái tỉnh của Nhật nha anh em. Đó. Rồi, một cái combo gồm có 6 lưỡi thay thế và một cái con dao rọc giấy hàng 7. Đó, không tên tuổi ha. Đó, rồi anh em nào mình thích cái bộ này. Mọi người chốt em mã số 2 gạch 14, 2 gạch 14 ha. 2 gạch 14 của mình bộ này 80.000 luôn. Đó. Con này mà NCutter thì giá nó khá là cao nha anh em. Đó. Đây, 2 gạch 14 80.000 cho cái bộ này. Rồi, mã số 15. Mã số 15 thì em Thắng giới thiệu cho mọi người một cái bộ dao luôn. Bộ dao rọc giấy thì cái con này là nó đến từ thương hiệu này đây. Đây, danh Nhật anh em. Ano Takumi. Đó. Đây. Loại này thì loại nhỏ nha anh em. Đó, lưỡi nhỏ. Đó. Đây. Thì đi kèm với nó là một hai cái hộp lưỡi dao thay thế của nhà Alpha nha. Đó, hai lưỡi thay thế của nhà Alpha Made in Japan. Đó, tình trạng của những cái lưỡi này thì chưa có sử dụng nha. Đó, một hộp như thế này là tầm khoảng là 10 12 lưỡi gì đó anh em. Tầm khoảng 10 lưỡi ha. Đó, mới chưa có sử dụng. Đây, một hộp ha.
hai hộp, thì hai hộp này thì nó gần 20 lưỡi nha anh em. Đó rồi, thì cái bộ này bán giá 100.000 ha, 100.000 cho anh em về sử dụng. Đây 2 gram 15 ha, 100.000. Rồi tiếp theo mã số 16, mã 6 tiền thắng giới thiệu cho mọi người một cái bộ dũa của Chikichi đó anh em ha. Đây cái logo của nó đây ha. Thì mình để kho bụi bặm nó dính nha anh em. Thì bộ này gồm có 2 4 5 cây. Đây 5 cây dũa ha. Đó, thì tình trạng sẽ như thế này nha, đầy đủ những cái dũa luôn, dẹp có, tròn có nha anh em. Đó. Đây. Tình trạng của nó ha. Đó. Bộ dũa 5 cây ha. Đây nó hơi dơ tí nha anh em. Đó, anh em về mình rửa dụng. Đó thì cái bộ này 5 cây ha. Rồi, mã 16 ha, 130.000. Đó, 5 cây ha. Lô 2. Rồi, tiếp theo mã số 17. Đây cũng bộ dũa ăn bãi nha anh em. Đó, bộ này thì đây có một cái dũa nhỏ, một dũa lưỡi cưa, dũa dẹp, mấy cái dũa bự bự ha. Đó, 4 cái dũa bự nữa. 2 4 6 7 cây. Đó. Thì để bãi này nọ nên thôi, có lâu ngày nó bị rỉ sét lên ha, nhưng mà vẹt văng đồ này nọ cũng ok hết ha, văng dũa. Đó, anh em mình về vệ sinh lại để sử dụng ha. 1 2 3 4 5 6 7 cây. Rồi, bộ combo này mã số 17 nha, 2 gạch 17 100.000, 7 cây ha. Rồi, mã số 18, một cái combo cần tự động cũng bị second hand ha. Đó, một cây của anh KTC, một cây của anh Ton. Rồi. Đầu tiên cây KTC này thì cái đầu cái chiều mà anh em mình vẹn ra á, đây, vẹn ra thì được nha, nhưng mà anh em mình đảo chiều qua này thì nó vẫn vẹn ra luôn. Đó, thì anh em mình về có thể mình mở ốc ra để mình xem bên trong ha. Đây nó bị tè nè. Đó, hoặc là anh em mình có thể mình lấy phụ kiện để mình lấy của Tone nha, Tone Japan. Rồi cái thứ hai là cái 3/8, cái này là 1/2 ha. 3/8 của KTC. Đó, cái này thì đây. Đó. Nó bị lỏng rồi, nó bị rớt ốc rồi nha anh em. Đó, anh em mình về có thể mình lấy phụ kiện để mình lấy. Đó, rồi combo hai cây này ha. Rồi hai cây này 100.000 ha. Đó, nên về mình có thể mình chế cháo hay mình đánh mình nghịch mình phái đó mình chỉnh nghịch ha. Đó, 2 gạch 18 100.000. Rồi 2 gạch 19 combo 3 cây kìm. Đó, rồi. Đầu tiên của mình là một cây kìm nguội. Cây kìm nguội này thì size của mình nó dài lên đến 21 ha. Đây. Đó. Logo này anh em nó hơi mờ tí. Đây, lưỡi cắt thì nó trong kit này cả đa anh em mình cắt kẽm này nó ok nha. Đó, sẽ kìm bự, kìm nguội ha. Đó, đây, phần lưỡi răng bên trong. Đó, thiết kế kiểu răng trượt trượt giống như kìm Mỹ nha anh em. Đó. Rồi, cái thứ hai này, cái này thì còn ngon anh em. Đó. Cái này thì nó đến từ hãng Super ha. Đó, và lưỡi cát đồ này nọ thì còn đẹp nha, không khởi sáng. Đây, đang cỏ đồ nó không bị mòn ha. Đó, thì con này thì cũng kim nguội nhưng mà người ta nó chế cái ống vô ha, để anh em mình cầm mình kẹp. Đó, lưỡi cát đồ này nọ còn ok nha, không bị mẻ. Của nhà Super. Đó, khít. Và con này thì cái chiều dài thực tế mình đo được á là 16.5 nha. Đó, 16.5. Rồi cây thứ ba là một cái cây kìm anh em mình cắt nẹp các cái điện đó ha, của Mary. Đó, đây lưỡi cắt thì nó hơi bị nhăm nhăm tí, nhưng mà anh em mình cắt dây điện hay này nọ rồi ok hết ha. Đó. Đây. Chiều dài con này là được 16 sen luôn. Đó, 16 sen. Rồi, combo ba cái kìm này ha. Ba cái kìm này. Giá của mình là 150.000 nha mọi người. Đó, 150.000 mã số 2 gạch 19 ha, 2 gạch 19 150.000. Rồi, mã 20 của mình là một cái kéo bướm. Đó. Cái này thì đây, mọc nó nằm bên đây nha anh em. Đó, bọc chữ đây ha. Đó. Và lưỡi của mình thì nó như thế này ha. Anh em mình về thì mình mài lại để mình sử dụng. Đó. Chiều dài của cái kéo bướm này á thì nó dài tổng thể đấy là được 17.5 nha, 17.5. Đó. Rồi. Anh em nào mình thích cái bướm nào về mình mài lại ha. Thì mã số sản phẩm của mình là mã số 20 nha. Đó, 2 gạch 20
con này 80.000. Đó. Tiếp theo mã số 21 là một cái cây bầu, một cây dụng cụ nhà bếp ha, để anh em mình bầu này nọ này với cam nữa ha. Đó, cây này thì nó mới nha anh em. Đó, của Đức. Đây. Zilin ha, của Zilin. Hai hình người ha, hai hình người. Zilin là một cái công ty hay là một cái gì đó của Đức nha anh em. Đó. Hai hình người. Đó, bầu gọt hoa quả gì đó anh em. Đó, cho nên mình mua về mình tặng vợ dụng cụ nhà bếp rồi ha. Đó, cái này thì chưa sử dụng. Sao lạc đâu kho trang kho ha. Rồi, thì cái này thì nó còn nguyên trong bịch đây luôn ha. Đó. Đi kèm với cái dao này thì em thắng sẽ của nhà bếp thì còn có dao nữa ha. Đây, đi chung với cái dao luôn. Đó, combo hai cái ha. Đó, cái dao này thì hàng bãi anh em. Nhưng mà nó không có chữ. Đó, lửa cát thì nói chung là còn dùng được chứ còn không có bán ha. Đó. Rồi, bộ combo hai món này ha. Bộ combo hai món này 180.000. Đó, hai gạch 21 ha. Rồi, tiếp theo là mã số 2 ha. À, một cây băng vít anh em, cái băng vít cái này thì của nhà Black Desker ha, Black Desker, và tình trạng nó thì nó còn mới nha anh em. À, nhưng mà con này á thì em về em thử á thì nó chỉ chạy một chiều à. À, là nó chỉ vít này nó chạy chiều vô ha. À, thì tí nữa em Tấn sẽ test và giới thiệu cho mọi người. Thì đây là cái thông số của nó ha. Đây, thông số của nó thì cái này thì anh em mình cũng biết rồi, hàng Nhật thì nó chỉ dùng điện 110 thôi nha. Đó. Đây 100V nha. Đó. Thì anh em mình có thể mình kẹp được những cái đầu mũi khoan và đầu mũi bán nó là 10 ly. Đó. Đây, thì tình trạng của nó thì da nhựa rồi nó còn mới hết và máy đồ hoạt động bình thường nha. Đó. Thì em Thắng sẽ test và sẽ báo với mọi người ha. À, cái lỗi của nó. Đây, đầu ngàm rồi còn mới chưa sử dụng nha anh em. Đây, thì em Thắng đã ghim điện 110 ha. Đó. Máy rồi hoạt động rồi ok hết ha. Đó. Đây. Đó. Anh em mình bán vít và là mình gắn một khoang mình khoan ha. Nhưng mà đó anh em mình lưu ý này đó. Thì hiện tại nó đang quay vô này anh em thấy không? Đang quay vô này. Khi mà mình nhấn cái nút đây nè để nó đảo chiều á. Đó. Thì nó vẫn quay vô luôn. Đó. Nó vẫn quay vô luôn nha. Đó. Thì nó vẫn quay vô luôn nha anh em. Đó. Không biết là nó bị gì đâu, thì hôm trước em làm rớt cái không biết là nó bị chạm gì hay là nó bị cắn gì bên trong đây. À, thì cái này thì em cũng không rành, thì em bán sát luôn cho anh em mình về mình tự mày mò nghiên cứu đó mình phá rồi mình phá ha. Đó. Đây nó có rất nhiều chế độ búa luôn này nọ luôn ha, bên vít lên đó, trên điện đài đồ hoạt động bình thường nha anh em, tại vì nó còn mới ha. Rồi anh em về mình nghiên cứu rồi mình lấy rồi phụ kiện nữa mình lấy ha. Rồi con này thì em để giá là 150.000 đó, mã số 2 gạch 22 ha, 2 gạch 22, 150.000. Rồi mã số cuối cùng trong clip thanh lý ngày hôm nay thì em Thắng sẽ giới thiệu cho mọi người thùng đồ nghề. Đó, thùng này nó đến từ thương hiệu là nhà Dinta ha. Đây logo của Dinta hàng nội địa Nhật. Đó, thì con này thì ngoại hình nó thì mọi người đã thấy rồi. Đó, nước xi là còn ok, tuy nhiên thì cái phần này nó hơi bị lủng lỗ ra này. Đó, không ảnh hưởng gì nhiều nhưng mà tình trạng sau thì em Thắng sẽ báo với mọi người vậy ha. Đó, phần dưới này thì nó hơi hở hở tí. Đó, đây thùng đồ nghề ha, Dinta. Đây, hai khóa ha. Anh em mình xem bên trong này. Đó. Chung anh em mình sử dụng còn khá là ok nha, nếu mình bỏ vật dụng đồ nghề. Hai khóa ha. Đó. Logo của Dinta, hàng chính hãng ha. À, rồi, con này thì kích thước của mình á, mình đo được cái chiều ngang là 35.5. Đó. Chiều cao của mình là được 10. Và chiều ngang này của mình là được 15 ha. Đó. Rồi, anh em nào mình thích chiếc thùng đồ nghề này, mọi người chốt giúp em mã số 2 gạch 23 ha. Đó, 2 gạch 23 cái thùng này của mình 140.000. Rồi, thì hôm nay em Thắng lên được 23 mã sản phẩm đồ thanh lý. Anh em mình xem có cái sản phẩm nào mình phù hợp với mình thì mọi người có thể liên hệ em qua số điện thoại và Zalo của em ha. À, số điện thoại và Zalo của em là 0966 924801 nha mọi người. Rồi, thì em Thắng cảm